dành cho các bác nào đang muốn tìm một cặp loa chơi như kiểu dòng tuần dài, trung âm thì lồng lộng này, kèn gang, dải cao thì rất là mảnh, sáng tiếng với chép còi, dải trầm thì sâu mềm mộc mạc tự nhiên. Bát 30 các bác. Vâng, giới thiệu với các bác trong video này, cặp loa em vừa mới về sưu tầm được. Đây là cặp loa Onkyo E83 MK3. Em này là biến thể gần áp chót E83 MK3 dạ. Với cấu hình là bát 30, một chung kèn gang và một horn dải cao chép còi. Đây là một cái mẫu loa được hãng Onkyo cho ra đời vào năm 1972 đến 1974, trong 2 năm, với 4 biến thể của dòng series E83, có E83 trơn này, MK2, MK3 và đời cuối cùng áp chót là MK3, New MK3, với phần cải thiện về dải trung. Giá cặp này khá là cổ, có độ nhạy cao, thích hợp cho các bác chơi bán dẫn cũng như là âm ly đèn. Các bác đang vừa tầm tiền, ví dụ các bác muốn chơi một dòng toàn giải thì các bác cũng phải đóng thùng rồi sưu tầm cổ vân vân, rất là tốn kém, thì các bác có thể chơi cặp này giúp em. Tại vì cặp này chất âm của nó không khác gì những cái dòng toàn giải, và đặc biệt là chất âm nó rất là hay, khò khè, đặc trưng của cái dòng mid kèn gang ạ. Độ nhạy của cặp loa Onkyo M83 Onkyo 83A MK3 này có độ nhạy lên đến 99 decibel, 23 cân. Dạ. Chiều cao có kích thước chiều cao của cặp loa này là chiều cao 72, chiều ngang là 42 và chiều sâu là 40. Đấy, độ nhạy 99 decibel thì các bác có thể đánh cả đèn lẫn bán dẫn. Trở kháng 8 ô rất là dễ phối ghép. Đấy. Công suất đầu vào input là 30 và mắc là 60. Các bác có thể lựa chọn đánh với các dòng âm ly receiver, các dòng âm ly của Nhật, xuất âm tụ, bán dẫn vân vân, hoặc âm ly đèn. Rất là đẹp các bác nhá. Cặp này về trong tình trạng là nguyên thủy, nguyên bản, tức là từ khi sinh sao thì bây giờ vẫn là như vậy. Đó. Tất cả góc cạnh còn đẹp và sẽ có những vết ố ám rồi chảy sức nhẹ theo thời gian. Nhưng tổng kết là đối với một cặp loa từ sinh năm 72 như này thì là quá là tuyệt vời đúng không ạ? Tất cả các góc cạnh này các bác. Em này có chiều cao là 72. Ở phía sau thì sẽ có các cái tinh chỉnh chế độ nghe cũng như là tem mát, góc cạnh còn đẹp. Toàn bộ các phần thùng vỏ gỗ bên ngoài này là lớp gỗ lạng. Đấy. Các góc cạnh còn vuông thành sắc cạnh. Cái thùng gỗ của họ làm thi công trên cái model này rất là ok, rất là giống với những dòng của Calip. Đấy, ê căng của nó đây nha các bác. Bên này thì đẹp, bên kia thì có rách một chút xíu ở đây. Đấy, nhưng mà logo tổng thể là còn đẹp nhá. Đấy. Bát thì đều màu, và điều đặc biệt em chia sẻ cho các bác là cái phần bát này, bát 30 này, họ sử dụng bát là bát nhện, nhện bằng phíp ạ. Thì các bác nếu mà chơi toàn giải, các bác biết rồi, những cái dòng grand film của Đức, những dòng loa siêu cổ, họ thường thi công bằng nhện phíp. Thì họ được áp dụng trên cái bát của E83 này, nên là cái phần chất tiếng các bác đủ để thấy rằng nó sẽ là một cặp loa hay. Và các bác cần khai thác thì alo em để em ship về. Mức giá cho cặp loa này thông thường trên 10 triệu, bữa nay em về để zin nguyên bản, sưu tầm mua được giá tốt, chỉ 7.500.000 đồng cho cặp này thôi các bác nhá. Các bác nào yêu thì liên hệ ngay để em ship cho các bác chơi trải nghiệm. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Thân ái và chào tạm biệt trong những video tiếp theo.